xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Tượng Gỗ Nguyễn Hồng. Bên em ở làng nghề Đông Giao nổi tiếng Đông Giao Cẩm Giàng Hải Dương nha mọi người nhá. Hôm nay em xin giới thiệu với mọi người về một tác phẩm, đó là tác phẩm của Di Lạc Ngũ Phúc, được chế tác từ gỗ hương ta. Gỗ hương ta chứ không phải gỗ hương ta lai đấy, rất giá trị trong cái phẩm gỗ hương. Và đây là một tác phẩm mà bên em mới chế tác ở phần thô thôi, chắc chưa vỡ, và hiện tại đang còn vài bước nữa thì mới hoàn thiện được tác phẩm. Tác phẩm này khá là to nha mọi người nhá, và cực kỳ giá trị. Sau khi hoàn thiện xong tác phẩm này thì em đưa giá 2x, và x bao nhiêu thì nó sẽ phụ thuộc vào cái độ may mắn của anh chị nếu mà tham gia chương trình đấu giá của bên em, hoặc là x to x nhỏ nữa tùy xem anh chị đến tận nơi tham quan bên em hay gì gì đó. Tác phẩm này ok, tác phẩm này cao khoảng cỡ tầm cỡ M3 cho anh chị nhá. Phẩm này sau khi hoàn thiện thì em cảm thấy của anh chị là cực kỳ tuyệt vời luôn, vâng theo còn quài luôn ạ. Và anh chị nào mong muốn sở hữu một tác phẩm tuyệt vời như này, hãy liên hệ với Tượng Gỗ Nguyễn Hồng theo số điện thoại 0987336318 nhá. Và anh chị nào chưa subscribe kênh YouTube Tượng Gỗ Nguyễn Hồng thì hãy nhấn vào nút subscribe ở trên màn hình, và muốn một cái tác phẩm gì tiếp theo thì hãy comment xuống phía dưới để bên em sẽ làm một cái video về cái tác phẩm đó. Em xin chào tất cả mọi người và cảm ơn mọi người.